Dạ, xin được chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Thì hôm nay em Hải sẽ gửi đến quý anh chị cái bài báo giá chi tiết về mẫu xe Honda CR-V, cập nhật chương trình khuyến mãi mới nhất của Honda CR-V. Honda CR-V đang được phân phối tại Việt Nam, bao gồm có 3 phiên bản là phiên bản E, phiên bản G và phiên bản L. Thì tương ứng với phiên bản E là phiên bản thấp nhất, có giá niêm yết là 998 triệu đồng. Và cái phiên bản E này nó khác với cái phiên bản G và phiên bản L, là khi mà anh chị nhìn vào đầu xe thì cái cụm đèn của nó là sẽ là cái cụm đèn halogen, chứ không phải là cái cụm đèn LED như là phiên bản G và phiên bản L. Và xung quanh xe cũng như là bên trong nội thất thì nó sẽ được cắt đi những cái option, những cái trang bị tiện nghi, tại vì là cái bản tiêu chuẩn mà. Thì cái giá lăn bánh tại Long An dành cho CR-V E có giá là 1 tỷ 100 triệu đồng, và khi mà áp dụng cái chương trình khuyến mãi thì nó sẽ còn 1 tỷ 010 triệu đồng dành cho CR-V E. Và tiếp theo là phiên bản cao cấp hơn, đó là phiên bản G. Thì phiên bản G này là cái phiên bản giữa, nó gần giống với là cái phiên bản L, và nó chỉ khác đi cái phiên bản L bao gồm 7 cái điểm khác biệt, đó là ngay cái đèn gầm. Thì cái phiên bản L sẽ là cái đèn gầm một dãy LED, còn phiên bản G chỉ là một cái bóng đơn LED thôi. Và phiên bản G nó sẽ không có sạc không dây, không có đá cốp, và sẽ không có cái cửa sổ trời toàn cảnh, cũng như là các cái tính năng như là an toàn về túi khí. Dạ, thì CR-V G có giá niêm yết là 1 tỷ 048 triệu đồng, và giá lăn bánh tại Long An là 1 tỷ 155 triệu đồng, và giá khi đã trừ khuyến mãi là còn 1 tỷ 065 triệu đồng. Thì những anh chị nào mình mua trả góp, mua ngân hàng thì chỉ cần trả trước tối thiểu là 300 triệu đồng và góp hàng tháng khoảng 14,2 triệu đồng. Thì về cái lãi suất này thì tùy thuộc vào cái thời điểm và tùy thuộc vào cái ngân hàng mà anh chị lựa chọn thì sẽ có cái mức lãi suất hàng tháng nó khác nhau. Rồi thì kế bên em đây là Honda CR-V L, cái dòng xe cao cấp nhất của Honda CR-V hiện tại. Thì trên cái phiên bản L này nó còn có phiên bản đặc biệt nữa, đó là phiên bản CR-V LSE Black Edition. Thì cái phiên bản đó là cái phiên bản giới hạn, nên là nó sẽ sản xuất ít hơn chứ không còn đại trà như là các cái phiên bản này. Và chương trình khuyến mãi của cái xe đó thì nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản L, G và E này. Dạ, thì kế bên em đây CR-V L màu đỏ, duy nhất tại đại lý Honda Long An của em còn một chiếc màu đỏ sản xuất năm 2020 nha anh chị, và chương trình khuyến mãi nó cao hơn so với những cái mẫu xe sản xuất năm 2021. Dạ, và cụ thể mức giá lăn bánh dành cho mẫu xe Honda CR-V phiên bản L màu đỏ năm sản xuất năm 2020 tại Long An, giá niêm yết của xe là 1 tỷ 123 triệu, giá lăn bánh là 1 tỷ 238 triệu, và sau khi đã trừ khuyến mãi thì nó sẽ còn là 1 tỷ 133 triệu đồng. Và đối với những anh chị nào mình mua xe với chương trình trả góp á, thì mình chỉ cần trả trước tối thiểu khoảng 320 triệu đồng, và mỗi tháng thì mình thanh toán khoảng 15 triệu đồng. Dạ, thì đây là mẫu xe CR-V phiên bản L năm sản xuất là 2020 nha anh chị, và hiện tại Honda Long An của em chỉ còn có một chiếc duy nhất màu đỏ này thôi. Đó, thì những anh chị nào mình đang có cái nhu cầu định mua xe coi như là xe cũ hay là xe lướt á, thì đây là một cái cơ hội cực kỳ tốt dành cho anh chị sở hữu ngay Honda CR-V mới kính con, từ trong hãng ra chưa lăn bánh. Dạ, còn với Honda CR-V phiên bản L mà năm sản xuất là năm 2021 thì nó sẽ có cái chương trình khuyến mãi thấp hơn là xe năm 2020. Dạ, thì chi tiết giá xe lăn bánh CR-V L là 1 tỷ 118 triệu đồng, riêng anh chị chọn màu đỏ thì thêm 5 triệu là 1 tỷ 123. Thì giá lăn bánh tại tỉnh là 1 tỷ 232 triệu, và sau khi đã trừ các cái chương trình giảm giá là còn 1 tỷ 142 triệu đồng. Thì cái mức giá trên bao gồm cái chương trình khuyến mãi khoảng 90 triệu tiền mặt dành cho CR-V 2021, và chưa có phí bảo hiểm thân vỏ 1 năm nha anh chị. Thì những anh chị nào mình đang có cái nhu cầu mua Honda CR-V thì mình có thể gọi trực tiếp vào cái số hotline để bên dưới màn hình để có cái mức giá tốt nhất, và tùy theo cái điều kiện sử dụng mà bên em có thể áp dụng cho anh chị những cái chương trình nó phù hợp hơn. Có những khách hàng họ chọn lấy hết tiền mặt, có những anh chị thì họ sẽ chọn lấy khoảng 60 đến 70 triệu tiền mặt thôi, còn lại thì họ sẽ làm dán phim, phủ gầm, phủ ceramic cam 360 hay là cái gì đó, thì tùy vào cái điều kiện sử dụng mà bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái mức giá phù hợp và tốt nhất. Còn riêng cái phiên bản CR-V LSE phiên bản Black Edition anh chị, thì nó là cái phiên bản đặc biệt giới hạn, nên là em sẽ làm riêng
một cái clip báo giá chi tiết. Thì cái clip đó em để ở phía bên dưới phần bình luận, thì anh chị có thể click vào để tham khảo. Dạ thì trên đây là bài báo giá Honda CR-V của em. Thì những anh chị nào mình cần biết thêm chi tiết, thông tin, chương trình khuyến mãi, coi như là bảo hiểm thân vỏ chính xác nhất, thì anh chị vui lòng gọi vào số hotline hoặc là kết bạn với Zalo của em, thì em sẽ tự động trực tiếp tư vấn đến quý anh chị. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.